Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio. Vâng, thì cũng được rất là nhiều bác yêu cầu, và rất là nhiều bác là cũng đã mua chiếc KM8FX này, cũng đến từ thương hiệu WeWood, và cũng yêu cầu em là hướng dẫn những cái cách kết nối và hướng dẫn sơ qua về chiếc KM8FX này. Vâng, thì như các bác cũng đã thấy thì trước mặt các bác đây thì chính là chiếc KM8FX, và đây chiếc bóng đang nhấp nháy ở đây, đó là cổng Bluetooth, và đầu tiên đây là cổng USB, và đây là cổng OPT. OPT tức là cổng viết tắt, đường viết tắt của cổng quang. Và tiếp theo là cổng QCA. QCA thì được viết tắt là COA. Và mình cắm cổng USB vào đâu, và mình kết nối Bluetooth thế nào, cắm cổng quang ở đâu, và cổng QCA nằm ở đâu. Thì dạ vâng, đây các bác có thể cắm cổng USB vào đây, và các bác cắm, khi các bác đã cắm cổng USB vào đây rồi thì các bác ấn đây là stop và play, tức là tạm dừng và chạy tiếp. Còn đây là tua lại, đây là tua đi. Và hai nút này nó cũng đồng nghĩa với việc là nút ngoài cùng này, nút tua đi đồng nghĩa với việc các bác ấn hai lần thì là nó sẽ, tiếng nó sẽ nhỏ lại. Và đây các bác ấn hai lần tiếng nó sẽ to lên. Và mở lên, khi các bác mở chiếc vang-cơ này lên thì nó nhấp nháy ở cổng Bluetooth này, thì là làm sao các bác có thể chuyển qua cổng USB, và làm sao các bác có thể chuyển qua cổng OPT và COA được. Vâng, các bác nhìn ở trên này có nút model thì các bác ấn thì nó sẽ chuyển. Các bác cắm vào cổng nào thì các bác ấn chuyển đến cổng đó. Đó. Và ở góc bên này thì các bác có thể chọn ấn chọn cổng AUX, tức là cổng dây jack AV hoặc là dây jack 3.5, các bác cắm vào, và nó có AUX1 và AUX2, thì chiếc vang-cơ này nó sẽ tự động chuyển khi kênh nào có đường âm thanh vào thì là nó sẽ chạy đường đó. Và các bác có thể nhìn thấy đây là cổng digital. Vâng, cái cổng này thì mình cắm ở đâu và nó như thế nào, thì bây giờ đầu tiên thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác kết nối Bluetooth trước. Đây, đây là chiếc điện thoại của em, và bây giờ em sẽ bật Bluetooth lên này. Đấy, và bắt đầu tìm kiếm. Và khi ở đây không phải là cổng Bluetooth thì em sẽ chuyển lại cổng Bluetooth. Đấy. Và đây đã hiển thị lên, đây các bác có thể nhìn rõ karaoke mixer, và chính là chiếc KM8FX này, và các bác ấn vào để cho nó kết nối đây. Và khi điện thoại yêu cầu nhập mã pin thì các bác ấn cho em 1234 và các bác ấn ghép nối, và như thế này đã xong. Bây giờ em sẽ mở thử một đoạn nhạc lên cho các bác xem nhé. Đây ạ. Dạ vâng, đây em sẽ mở chiếc vang-cơ KM5FX này lên.
Dạ vâng, thì chúng ta đã kết nối xong cổng Bluetooth. Và bây giờ em sẽ quay mặt sau lại. Em sẽ quay mặt sau lại và em sẽ chỉ cho các bác là cổng digital ở đâu. Và chúng ta kết nối cổng Quasia và cổng Quang ở đâu. Dạ vâng, đây là đằng sau của chiếc Vanker WeWatch KM8 FX. Vâng, thì ở đây các bác có thể nhìn thấy ở đây là cổng Digitalk In này. Đấy, Digitalk In và đây là cổng Quasia, tức là tên viết tắt của nó là COA. Chính là cổng này. Cổng này rất là nhiều bác nhầm tưởng đây là cổng AV. Và nó chỉ to bằng cổng AV nhưng thực ra nó không phải. Mà cổng này nó to hơn cổng AV một chút, tức là cổng này 10. Cổng này 10 thì cổng AV này chỉ 9 thôi. Nó gần sát nút nhau, nó sát nút nhau cho nên là nó rất là giống nhau. Và đây là cái đường âm thanh cực kỳ chuẩn. Đấy. Và đây các bác có thể nhìn thấy đây là cổng OPT này. OPT tức là cổng quang này. Đấy. Là cổng quang. Thì các bác cắm cổng quang vào đây và các bác chọn ở đằng trước kia. Và đây cổng digital đây thì các bác cắm vào và các bác chọn cổng AUX và digital. Còn đây, Quasia, cổng Quasia này thì em nghĩ cũng rất là ít bác dùng. Đấy, vì dây Quasia này nó cũng không được thông dụng cho lắm. Vâng, và với dòng Vanker KM8 FX này thì các bác cũng có thể kết nối cổng ra bằng dây tín hiệu AV Surround. Và ở đây các bác có thể kết nối R và L. Đấy, đường in ra của âm thanh. Thì ngoài ra các bác có đường truyền thống, đó là đường của jack Canon. Đây là đường dây của jack Canon. Thì từ đây các bác cắm vào cục đẩy công suất, hoặc là các bác có thể cắm từ những dây bông sen này đi xuống âm ly nhà các bác, và âm ly nhà các bác đấu cổng chữ U. Đấy, thì là âm thanh chạy rất là hay. Vâng, và video hướng dẫn cách kết nối chiếc Vanker đang hot nhất thị trường tới tại thời điểm hiện tại bây giờ năm 2019 của bên JK Audio xin được khép lại tại đây. Và em xin kính chào các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ bên JK Audio ngày càng lớn mạnh nhé. Em xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại.